Ngày 19 tháng 6, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến 4 người trong gia đình thương vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ cùng ngày tại thôn 4, xã Nghĩa Dõng, thành phố Quảng Ngãi xảy ra vụ án mạng khiến ông Lê Hồng Tê, sinh năm 1974 và bà Phạm Thị P, sinh năm 1982, vợ ông Tê tử vong. Hai con nhỏ sinh năm 2018 và sinh năm 2020 bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. Ngay khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an thành phố Quảng Ngãi đã có mặt, phong tỏa hiện trường, đồng thời phối hợp với người dân bắt giữ nghi phạm gây án là Lê Đình Thuyết, 57 tuổi, quê ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, khi đang lẩn trốn sau vườn. Bước đầu công an xác định nghi phạm gây án là anh con bác của chủ nhà. Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Quảng Ngãi điều tra làm rõ. Thưa quý vị, mới đây Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử kẻ sát hại người phụ nữ giao ga ở xã Lại Xuân, Thủy Nguyên, Hải Phòng, rồi giấu xác trong bể nước suốt 13 năm. Bị cáo trong vụ án này là Bùi Trọng Thành, sinh năm 1993, trú thôn 5, xã Lại Xuân. Thành bị đưa ra xét xử tội giết người và cướp tài sản. Thời điểm gây ra vụ án mạng, bị cáo Thành chưa 18 tuổi. Vụ việc đã khiến cho dư luận không khỏi xôn xao, bất bình trước hành vi độc ác của đối tượng. Vậy cụ thể hành vi gây án của hung thủ và cuộc tìm kiếm cách đây 13 năm đã diễn ra như thế nào? Mời quý vị cùng nhìn lại toàn cảnh vụ việc trong phần tổng hợp ngay sau đây. Danh tính của bộ hài cốt được xác định là của chị NTT, sinh năm 1988 ở xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Chị T là con thứ hai trong gia đình có 4 người con. Năm 2006, chị T lập gia đình với một người đàn ông cùng làng và có một người con trai. Hai vợ chồng mở cửa hàng bán ga để lập nghiệp. Nhớ lại câu chuyện 13 năm trước, thời điểm con gái bị mất tích, bà Chu Thị Thường cho biết. Trưa ngày 9 tháng 12 năm 2010, chị T gửi người con trai hơn 3 tuổi cho hàng xóm để đi giao ga. Lúc này chồng chị đang theo xe đường dài vào miền Nam. Khoảng 14 giờ cùng ngày, chị gái của chị T gọi điện cho em nhưng không liên lạc được. Cuối giờ chiều, anh rể sang nhà tìm chị thấy cửa nhà còn đang mở. Con trai của chị T vẫn được gửi ở nhà hàng xóm. Dù biết con gái đi giao ga, nhưng đợi mãi không thấy chị T về, gọi điện thoại thì không liên lạc được. Gia đình bà Thường lo lắng con gái gặp chuyện gì trên đường đi, nên đã cùng với nhà chồng của chị T đi khắp nơi, từ Nghĩa Trang đến hang núi trong vùng, đến các mối thân quen và cả những nơi chị T có thể đi tới để tìm kiếm. Nhưng tất cả những nơi gia đình có thể tìm đều không có bất kỳ thông tin gì của chị T. Đến tối ngày hôm đó, người nhà chị T báo chính quyền địa phương để phối hợp tìm kiếm. Sáng sớm ngày hôm sau, một người dân trong khu đầm rộng 32 mẫu ở gần sông Kinh Thầy tháo nước để đánh bắt thủy sản thì phát hiện xe máy của chị T ở sát miệng cống. Nhận được thông tin, người thân và chính quyền tổ chức tìm kiếm chị T ở khu vực sông Kinh Thầy. Thời điểm đó trời rét căm, nhiều người vẫn lao xuống nước để tìm kiếm. Nhưng suốt nửa ngày trời, không phát hiện thêm dấu vết gì. Thậm chí họ còn thuê cả thợ lặn tham gia vào việc tìm kiếm, nhưng vẫn không có kết quả. Cùng với sự vào cuộc của cơ quan chức năng, cuộc tìm kiếm được mở rộng hơn. Nhưng thời gian qua đi, việc tìm kiếm dần đi vào ngõ cụt. Thậm chí gia đình còn từng tìm tới tâm linh để mong có chút manh mối về chị T. Nhưng mọi sự tìm kiếm đều không có kết quả. Thời điểm đó trong làng cũng xuất hiện một số tin đồn ác ý hướng về người phụ nữ mất tích một cách bí ẩn. Không ít người cho rằng con gái bà Thường bỏ nhà theo người khác sang Trung Quốc làm ăn. Nghe những lời đồn đó, bà Thường không khỏi đau xót cho con gái mình. Bà Thường chia sẻ, con gái bà rất xinh xắn, lại hiền lành, chưa từng sống mất lòng người nào trong xóm, trong làng. Với sự vào cuộc của cơ quan chức năng, tung tích người con gái năm đó chỉ mới hơn 20 tuổi vẫn không được tìm thấy. Với linh cảm của người mẹ, bà Thường cho rằng đã có chuyện không lành với con gái bà. Thế nhưng dù đau lòng khi con gái bị đàm tiếu không chung thủy với chồng mà bỏ đi, bà vẫn mong rằng đúng là con gái bỏ đi và vẫn còn sống, chứ không phải bị sát hại. Bà Thường vẫn hy vọng một ngày nào đó con gái sẽ về với bà. 13 năm trời, suốt 13 năm mà chị bị cái tiếng oan, ta thấy là bị cái tiếng oan bao nhiêu năm trời. Đúng rồi, người ta không thấy thì người ta chỉ có bố với mẹ, với chị em thì mới biết, mới hiểu thôi. Dạ. Người nhà thì mới hiểu mà. À, mất thôi, còn đâu người ngoài chắc là người ta cũng không hiểu gì mất. Mà cứ đến cái ngày có công có việc này, có anh có chị cũng như nào, hay là cô cứ đi ra chợ, cô bán hàng thì cô lại nhìn thấy, ví dụ chẳng hạn ngày gần Tết này, con người ta thì nó cứ lượn chợ, lượn búa, rồi nó đi lùng quanh các chỗ chợ, xong mình mất đứa con, nhưng mà
rất là đau. Nhưng mà cũng những cái lúc đấy thì cũng chẳng ai mà biết được. Chú đêm thấy nhiều đêm thì cũng bảo con mình là không còn nữa đâu. Cứ tụi mình uống nước con thì chắc chỉ còn ba cũng không còn. Nó là mất rồi đấy cũng không còn đâu. Thời điểm hài cốt của chị T được phát hiện trong bể chứa nước cũng gần với ngày mà chị T mất tích cách đây 13 năm. Hy vọng của bà Thường cũng bị dập tắt. Khi chiều ngày 6 tháng 12, trong lúc đi tìm chó mất tích, ông Nguyễn Văn Quỳ, người dân ở xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, bất ngờ phát hiện một bộ hài cốt không còn nguyên vẹn ở bể chứa nước thải trong vườn nhà. Lúc đầu ông Quỳ tưởng đó là xương của động vật, nhưng sau khi định thần kiểm tra lại thì xác định đó là bộ xương người nên đã báo với cơ quan chức năng. Kết quả giám định ADN cho thấy đó là thi thể của chị T. Cơ quan chức năng nghi ngờ hung thủ sau khi sát hại chị T đã giấu xác vào trong bể nước thải để phi tang. Nhiều khả năng đây là người thông thuộc địa bàn ở khu vực. Nhà ông Quỳ cách nhà chị T khoảng 300m, sát chân núi đá vôi. Theo chính quyền địa phương, thời điểm chị T mất tích, vợ chồng ông Quỳ đang phải chấp hành án tù vì khai thác đá trái phép và sản xuất vật liệu nổ. Ngôi nhà gần như bỏ không, bể nước nằm ở sau khu công trình phụ, nhà tắm và nhà vệ sinh. Gia đình bà Thường thời điểm đó cũng không nghĩ chị T bị giấu trong khu vườn của một người dân. Bà cũng chưa từng nghĩ con gái bà lại bị sát hại và bị hung thủ phi tang ở gần nhà đến như vậy. Lúc nhìn thấy thông tin từ báo chí về bộ hài cốt được phát hiện ở gần nhà, bà Thường đã nghi ngờ đó có thể là thi thể của người con gái mà bà đã tìm kiếm suốt 13 năm qua. Cho đến khi được cơ quan chức năng liên hệ để giám định thi thể, bà và gia đình mới thôi hy vọng con gái còn sống. Lúc này bà càng đau xót hơn khi con gái của bà chịu tiếng oan suốt 13 năm trời. Theo cơ quan chức năng, hơn 2 tuần sau khi phát hiện bộ hài cốt trong bể chứa nước, ngày 21 tháng 12 năm 2023, bị cáo Bùi Trọng Thành, sinh năm 1993, ngụ làng Pháp Cổ, xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, đến công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Chiều 22 tháng 12 năm 2023, cơ quan chức năng dẫn bị cáo Thành về nhà, nơi tìm thấy hài cốt chị T để thực nghiệm hiện trường tại khu vực hàng trăm mét vuông, nhà nạn nhân cách đó khoảng 300 mét, sát chân núi đá vôi. Tại cơ quan công an, Thành khai nhận, thời điểm xảy ra vụ án bản thân mới 17 tuổi, làm nghề lái xe công nông chở đá khai thác lậu. Mặc dù kinh tế gia đình khá giả nhưng do nghiện ma túy cờ bạc nên Thành nợ nần nhiều. Thành tính chuyện đi cướp và nhắm vào chị T bán ga vì biết chị này có trang sức là dây vàng đeo trên người. Ngày 3 tháng 12 năm 2010, Thành không gọi điện thoại mà trực tiếp qua cửa hàng nói với chị T chở đến nhà mình một bình ga. Đây chính là lý do thời điểm xảy ra vụ án, cơ quan công an đã không đưa Thành vào danh sách tình nghi do không có dấu vết trao đổi bằng điện thoại. Khi chị T mang ga đến nhà, Thành dùng tay phải túm dây chuyền và cổ áo bên phải của chị T, bất ngờ giật mạnh làm chị T bị ngã về bên phải, đập mạnh thái dương phải xuống nền gạch giữa cửa bếp, làm vỡ phần xương sọ bên phải của chị T. Khi thấy chị T rên la, Thành dùng tay phải bịt miệng và mũi của chị T đến khi người phụ nữ này tử vong. Sau đó, Thành mang thi thể chị T giấu tại bể chứa nước thải phía sau nhà, rồi chiếm đoạt của chị T một dây chuyền vàng, hai hoa tai vàng, một nhẫn vàng có đính đá đem bán được khoảng 3 triệu đồng, sử dụng mục đích chi tiêu cá nhân và đánh bạc. Sau khi gây án, Thành giấu thi thể chị T vào bể nước sau nhà, rồi mang xe máy của chị ra khu cống 32 gần Nghĩa Trang Pháp Cổ, xã Lại Xuân vứt xuống đầm. Ngày 11 tháng 12 năm 2010, Thành quay lại nơi giấu thi thể chị T, thấy miệng bể không có nắp, đã lấy một thanh sắt dài và vài cành cây khô đặt lên, rồi phủ vữa che lại. Thành thú nhận, trong suốt 13 năm qua, bản thân luôn sống trong nỗi ám ảnh, dằn vặt, sợ hãi. Mỗi ngày Thành chỉ ngủ được một vài tiếng, còn lại là thao thức vì bị ám ảnh. Nhiều lúc ngồi với bạn bè, người thân, Thành luôn than thở rằng cuộc sống của mình sẽ không biết đi đâu về đâu. Luôn mong muốn tội ác của mình sẽ không bị bại lộ, nhưng Thành cũng chuẩn bị sẵn tinh thần cho ngày trả giá. Vì vậy Thành không lập gia đình vì lo sợ vợ con sau này sẽ bị liên lụy. Thưa quý vị, do bị cáo Thành phạm tội khi chưa thành niên, tại phiên tòa xét xử, Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng tuyên anh ta 18 năm tù. Gia đình bị hại yêu cầu bồi thường 500 triệu đồng tổn thất tinh thần, 170 triệu đồng mai táng phí và trợ cấp nuôi dưỡng con nạn nhân 2 triệu đồng một người một tháng tới 18 tuổi. Gia đình bị cáo mới bồi thường 30 triệu đồng mai táng phí. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin nóng 24 giờ của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị cũng vào khung giờ này ngày mai.